là một tên cá rất vui. Bạn chỉ cần tìm một người bạn sẵn sàng giúp bạn với cái đuôi của mình thôi. Chào buổi sáng thế giới. Nàng tiên cá tốt bụng Ariel của chúng ta đã ngủ rất ngon nhờ mặt nạ ngủ đại dương của cô ấy. Kẻ phiền mặt nạ ngủ trên nỉ mềm, cắt ra hai lớp, gắn một dải ruy băng nhung bên trong và dính mặt nạ bằng keo nóng. Cắt một cái vỏ sò tròn ra khỏi mảnh vải nỉ màu khác dọc theo mẫu. Thêm các chi tiết bằng giấy xốp màu trắng lên trên. Dính các vỏ sò lên mặt nạ bằng keo nóng. Trang trí nó bằng cắt nửa hạt vòng. Đính kim sa xung quanh viền ngoài. Những cái vỏ sò này đã bảo vệ mình trong giấc ngủ. Giờ là thời gian bắt đầu một ngày mới. Mọi thứ phải thật đẹp và ngăn nắp dưới đáy biển. Và tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Tôi có một ý tưởng. Tôi sẽ gọi cho bạn, nàng tiên cá xấu xa. Cái điện thoại đại dương của tôi đâu rồi? Dính một cái chai trang trí nhỏ vào một cái ốp điện thoại bằng keo nóng. Tạo một sóng ba chiều đổ ra từ cái chai bằng keo nóng. Tô màu nó bằng sơn acrylic. Vẽ bờ biển lúc hừng đông và một cái đuôi. Tô màu bằng chất đánh bóng acrylic. Nàng tiên cá xấu xa Muriel của chúng ta không có cả thời gian để khô, nhưng cô ấy rất vui lòng đến thăm bạn của mình. Và cô ấy là một vị khách ẩm ướt. Tôi sẽ làm khô cái đuôi này trước. Chà, dùng máy sấy sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi biết một cách tốt hơn. Muriel nhanh chóng biến cái đuôi ướt của mình thành hai chân. Cách này thoải mái hơn nhiều. Và chúng ta sẽ làm gì hôm nay? Cô bạn xấu xa của chúng ta có một cuốn sổ đặc biệt để ghi lại những ý tưởng đen tối của cô ấy. Chúng ta sẽ cần một cuốn sổ có các trang giấy màu đen và những tờ giấy màu tông xanh nước biển. Vẽ một con sóng trên một cạnh của tờ giấy màu. Cắt tất cả các tờ giấy. Dính một tờ giấy xốp màu xanh lá lên trên cuốn sổ bằng keo nóng. Gắn tờ giấy có các cạnh lượn sóng lên trên cùng. Xen kẽ các lớp giấy và giấy xốp để biến nó thành 3D. Dán nhãn bằng sơn acrylic. Viết danh sách đen của nàng tiên cá. Vẽ bọt trắng trên các con sóng. Cắt một cái dấu trang ra khỏi các tờ bìa cắt tông màu đen, sao cho nó có hình như là một cái đuôi cá mập. Sơn nó bằng sơn acrylic. Đặt cái dấu trang vào trong cuốn sổ. Hãy ghi lại những việc cần làm trong ngày. Đầu tiên, ăn sáng. Thật là một kế hoạch tuyệt vời. Cùng nấu vài món ngon nào. Ariel sẽ cho bạn cô ấy thấy bữa sáng của một con người thật sự trông như thế nào. Nó không chỉ là một sinh tố sứa. Chúng ta sẽ làm bánh crepe thật. Trộn một quả trứng, 2 muỗng canh đường và nửa muỗng canh muối. Đánh đều lên. Rồi đổ 7 ao sữa vào. Thêm 1 ao dầu thực vật. Trộn đều một lần nữa. Cho vào 7 ao bột mì và nửa ao bột nở. Làm bột nhồi. Và cho thêm màu thực phẩm đỏ. Rán bánh crepe trên một cái chảo rán chống dính. Cắt cần cua ra khỏi một cái bánh crepe. Đặt những chiếc bánh crepe lại với nhau để tạo hình một con cua. Thêm sô-cô-la chip để làm mắt. Tự phục vụ nhé, bạn thân mến. Con người thích ăn bánh crepe vào bữa sáng. Và con cua dễ thương này sẽ nhắc bạn nhớ về nhà mình. Ngon lắm. Mình chưa ăn con cua nào như thế này trước đây. Muriel rất thích bánh crepe cua. Cô ấy sẽ nấu một bữa sáng đại dương nhẹ cho bạn của cô ấy để đáp lại. Lấy sữa chua và vụn bánh quy. Thêm màu thực phẩm màu xanh dương sáng và đậm vào sữa chua. Cho vụn bánh mì vào một ly lớn. Cho vào một cái thìa với một cái đuôi. Thêm vào các lớp sữa chua trắng, xanh dương sáng và đậm. Và đây,
đây là sữa chua đặc biệt cho các tiên cá, được chuẩn bị bằng một thực đơn đại dương khỏe mạnh cổ điển. Bon Appetit, hôm nay sẽ đầy phép màu. Muriel quyết định ngủ lại ở nhà bạn cô ấy, nhưng cô ấy không thấy thoải mái chút nào. Cô ấy quen ngủ trên những lá rong biển mềm mại. Mình không thích những cái gối của con người này. Nhưng mà mình thích ngủ trên đầu một con cá mập, dính những mảnh nỉ màu xám lại với nhau bằng keo nóng. Cắt đầu con cá mập ra, làm hai lớp, dính chúng lại với nhau bằng keo nóng và để lại một cạnh mở. Cắt hàm cá mập ra khỏi một miếng nỉ tròn màu trắng, dính chúng vào một miếng nỉ tròn màu hồng. Dính các hàm vào đáy màu xám. Nhồi cái gối bằng bông sợi tổng hợp và dính cạnh đóng bằng keo nóng. Hàm cá mập tạo thành một chiếc gối tốt cho giấc ngủ sâu. Chúc ngủ ngon! Có phải lũ cá voi này đang hát không? Nàng tiên cá xấu xa của chúng ta muốn mở một bữa tiệc đại dương. Hãy tổ chức một bữa tiệc, mời vài con mực ống. Nhưng Ariel không thích tiệc tùng. Cô ấy muốn thưởng thức nhạc chờ trong tai nghe của cô ấy. Dính vỏ sò tròn vào tai nghe nhỏ bằng keo nóng. Phủ chúng với sơn móng tay màu xanh dương. Trang trí chúng bằng kim cương giả và nửa hạt vòng. Nàng tiên cá đang nghe nhạc thư giãn. Chẳng con mực nhảy nhót nào có thể làm cô ấy mất tập trung. Chúng ta sẽ đi dạo, nhưng Muriel không có quần áo ấm. Vậy nên giờ cô ấy đang bị đóng băng. Không vấn đề gì, tôi sẽ làm một cái áo khoác đặc biệt cho bạn mình. In một bản vẽ của bộ xương cá và cắt nó ra bằng một con dao tiện ích. Ghi bản vẽ vào mặt sau của một cái áo khoác denim. Tô màu con cá bằng sơn vải trắng. Thêm nhãn ở dưới cùng. Làm nổi các chi tiết và đường ngoài của bộ xương với sơn đen. Giờ thì tốt hơn rồi. Cái áo khoác này là được đặt làm đó. Bạn có thể thấy ngay là chủ của nó là người không thể động vào. Tiên cá xấu xa làm món tráng miệng ưa thích của cô ấy. Thạch Kraken. Bọc một ly trong đất sét màu đen sáng. Tạo hình xúc tu. Gắn cốc hút. Tạo vài lỗ bằng xiên gỗ. Chuẩn bị thạch hương kiwi theo hướng dẫn. Thêm một ít màu thực phẩm xanh dương để tạo màu ngọc lục bảo. Rót thạch vào ly. Để nó cứng lại. Che một cái ảnh in của một con tàu bằng giấy da. Kẻ viền hình dạng của con tàu bằng kem phủ sô-cô-la dọc theo mẫu. Đặt con tàu cứng lên thạch. Yum! Món này ngon thật. Mình nếm được những nốt nhạc của tuyệt vọng, sợ hãi và thạch. Thật ngọt ngào. Ariel cũng muốn một món tráng miệng thơm ngon. Cô ấy dị ứng với quái vật đại dương. Nhưng phải có sô-cô-la đại dương giấu đâu đó quanh đây. Đổ đầy khuôn sô-cô-la hình vỏ sò bằng kem sô-cô-la có màu. Đợi cho vỏ sò cứng lại và phủ chúng bằng nhũ lấp lánh màu ngọc trai ăn được. Đổ sô-cô-la màu vào khuôn thanh sô-cô-la. Đặt vỏ sò và ngọc trai đường lên trên. Để chúng cứng lại. Bọc sô-cô-la trong giấy bạc. Và thêm một nhãn in. Một thanh sô-cô-la với vỏ sò và ngọc trai chính là thứ mà tiên cá của chúng ta thích. Nhưng vị khách xấu xa của chúng ta không ăn những thứ như thế này. Nó quá dễ thương và ngọt ngào đối với cô ấy. Cái gì trong phòng tắm vậy? Đó là một món quà từ Muriel. Hãy cùng kiểm tra nào. Đó là xà phòng. Thêm một ít dầu thơm xà phòng vào các miếng xà phòng và các sắc thái khác nhau của màu xà phòng. Làm tan xà phòng trong lò vi sóng và đổ nó vào khuôn hình vỏ sò.
lấy những miếng xà phòng đã khô ra, cho muối biển thô vào một cái hộp và cho xà phòng vào. Ghi nhãn cho cái hộp, thêm một cái ri băng. Đây là những vỏ sò xà phòng thực sự, thật đáng yêu. Tôi cũng cần để lại một món quà cho Murio. Cô ấy sẽ thích xà phòng từ độ sâu đen tối nhất của đại dương. Trộn 10 ao xà phòng lỏng với 5 ao keo nhờn. Thêm màu xà phòng và nhũ trang điểm. Khuấy nó. Cho baking soda vào và đổ thêm một muỗng canh borax làm chất nhờn. Đặt nó vào một cái lọ. Trang trí cái lọ với nhãn dán và kim sa vỏ sò. Để xem cái gì đây nào. Oh, wow, chất nhờn xà phòng. Nó rất co giãn. Nàng tiên cá rải chất nhờn khắp phòng tắm thay vì rửa tay với nó. Ít nhất thì cô ấy rất là vui. Bạn có thích ý tưởng phong cách nàng tiên cá tốt và xấu của chúng tôi không? Vậy hãy bình luận phía dưới bạn muốn copy phong cách của ai nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ bất kỳ ý tưởng nàng tiên cá mới nào từ Trôm Trôm.